Hình ảnh này được phát hành vào thứ Tư, ngày 3 tháng 11 năm 2021 bởi Văn phòng Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Israel cho thấy một hệ thống hàng không tính sẵn sàng cao. Văn phòng Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Israel qua AP hôm thứ Tư. Israel cho biết họ đã bắt đầu thử nghiệm một hệ thống phát hiện tên lửa bơm hơi khổng lồ được thiết kế để bay lơ lửng ở độ cao lớn và phát hiện các mối đe dọa tầm xa. Israel đã tự hào có một loạt các hệ thống phòng thủ tên lửa phức tạp đã được sử dụng thành công trong cuộc chiến tranh Gaza kéo dài 11 ngày trong năm nay. Hệ thống Aerostat tính sẵn sàng cao giống như một vỉ khổng lồ hoặc Zeppelin. Bộ Quốc phòng cho biết đây là một trong những hệ thống lớn nhất thế giới thuộc loại này. Nó được phát triển với sự hợp tác của một công ty con của Israel Aerospace Industry thuộc sở hữu nhà nước và TCOM, một nhà sản xuất hàng không của Mỹ. Israel đã tích cực hành động trong những năm gần đây để chống lại các mối đe dọa tiềm tàng từ Iran, nhóm chiến binh Hezbollah ở Lebanon và những kẻ cầm quyền Hamas ở Gaza. Tất cả đều có kho vũ khí tên lửa lớn có khả năng tấn công các thành phố lớn. Trong cuộc chiến ở Gaza, Hamas đã bắn hàng loạt tên lửa vào Tel Aviv trong một nỗ lực nhằm áp đảo hệ thống phòng thủ vòm sắt của Israel, nhưng các quan chức Israel cho biết họ đã bắn hạ khoảng 90% số đạn mà họ nhắm mục tiêu. Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu mà họ nói là các mục tiêu của phiến quân. Theo Liên Hợp Quốc, cuộc giao tranh đã giết chết hơn 250 người Palestine, trong đó có 129 dân thường, có 13 người chết về phía Israel. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.